Hello anh em, hôm nay anh quay những cái mẫu xe bên mình có sẵn nha anh em. Đủ màu, đủ loại, nhiều lắm nha anh em. Sibo 99 2000, Sibo thường, full loại 1 bên mình có sẵn hết nha anh em. Anh em nào mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908, mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh. Sibo thường 315, Sibo full loại 1 40, đây full loại 1 đây. Đa số là mình làm full loại 1 nhiều nha. Full loại 1 hết, da giá 60. Da giá đủ màu nha anh em, màu xanh, xanh trắng đỏ tím vàng đủ thứ đủ màu. Xanh bạc đen 325 xe thường phương là một. Con trắng đỏ đen này cũng là 325 luôn. Để quay cái dòng xe chia thường cho tôi xem nha. Trước giờ mình quay lượng 1 đây, xe thường nó cũng y mẫu ra ngoài đẹp đẽ nè, y là áo loại 1, bình xăng Indo. Xe bên mình bán là ra bình xăng Indo hết nha anh em. Cứ từ nay về sau có vậy, sang ngày xưa mình làm 29 năm 31 năm, bây giờ mình làm xe bỏ 31 năm là vậy đó. Bây giờ đi bình xăng Indo hết tất cả. Xe bên mình bán là đi bình xăng Indo hết nha anh em, ngọt ngào. Đây. Mình nổ máy chiếc xe chia thường này cho anh em nghe nha. Để lâu quá. Nẹt hồi là hết thấy được luôn á. Xe chia này cũng vậy, 31 năm, nó 32 năm chứ. Còn Sibo thì 40, nhà giá 60. Sibo thường đây, con này Sibo thường nè, 31 năm này. Rồi anh em nào mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908, mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Rồi chào anh em.